Kính thưa quý vị, ở các tỉnh miền núi Tây Bắc, tại các điểm trường vùng cao biên giới, hàng ngày các thầy cô ở đây phải dậy từ lúc trời còn chưa sáng để đi dạy cái chữ cho học sinh. Những ngày trời quang mây tạnh, con đường dốc núi đã khó đi. Còn khổ nhất là những ngày mưa, đường trơn trượt, nhiều đoạn không thể đi được, các thầy cô đã phải đi bộ đến lớp. Nước sâu, chảy xiết, lòng suối đá gồ ghề, tay lái loạn choạng. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi cảm nhận được khi tận mắt chứng kiến con đường đến trường, giao con chữ của các thầy cô giáo Mường Cai. Mình bị làm sao đấy ạ? Xe bị hỏng rồi, nước vào rồi. Nước vào á? Ừ. Thế mình đi này có thường xuyên bị như này không? Có em ạ. Chị thường xuyên là đi qua đây thì vào mùa mưa nó như nào? À, mùa mưa thì nước nó lên cao thì hàng ngày chị vẫn đi đường này thì nhiều khi xe cũng hỏng hóc rồi xong tuần gửi xe ở đây xong là đi bộ đi lên lớp. Con đường đến lớp của các thầy cô giáo tại điểm trường Sài Khao, xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, cách điểm trường trung tâm khoảng 18 km. Không nhựa, không bê tông, toàn bộ tuyến đường này chỉ toàn là sỏi đá, bùn đất. Mùa nắng thì bụi, mưa thì trơn trượt, nguy hiểm nhất là khi qua suối. Mùa mưa, nước suối dâng cao, xe bị chết máy, các thầy cô lại phải đi bộ đến điểm trường. Tôi cảm thấy đi qua suối thì rất là vất vả, nhưng mà khi tôi nghĩ đến các em học sinh của tôi thì tôi cũng có động lực để lên rồi. Nhiều khi đến đoạn đường này không đi được thì xe bị hỏng hóc thì tôi lại gửi xe ở đây rồi đi bộ lên. Rồi xong chiều thì tôi về tôi cũng phải đi bộ xuống. Một buổi đến trường của học sinh lớp ghép 1-2 tại điểm trường Sài Khao, xã Mường Cai. Do thiếu thốn về cơ sở vật chất, hiện nay nhà trường đang mượn nhà văn hóa của bạn để làm lớp học cho các em. Cả lớp có 21 học sinh, nhưng các em phải ngồi quay lưng lại với nhau. Trong một buổi, thầy giáo phải dạy cả hai lớp, với những bài học hoàn toàn khác nhau. Khó khăn là vậy, nhưng thầy và trò nơi đây vẫn hăng say học tập. Học cái chữ, học cách làm người và hơn hết là hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Ở nơi đó chỉ đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Em rất là thích đi học. Gia đình em thì rất là nghèo. Học xong ở đây, em muốn tiếp tục đi học nữa. Sau này em cũng muốn về làm một thầy giáo, giống như thầy của em bây giờ. Cái đói, cái nghèo bao phủ bản Mông, nhưng tấm lòng yêu trường mến trẻ của các thầy cô thì luôn nhiệt huyết. Họ không chỉ là người dạy cái chữ cho các em nhỏ, mà mỗi thầy cô giáo nơi đây còn là một đảng viên, một tuyên truyền viên trong mọi mặt đời sống, xã hội của nhân dân trong bản. Đối với họ, học sinh hay phụ huynh đều như những người thân, anh em ruột thịt trong gia đình. Học sinh, cái khó khăn nhất đối với học sinh ở vùng cao, ở cái bản Sài Khao này thì về cái tiếp xúc với cái xã hội, về cái tiếng nói, tiếng phổ thông ấy, các em còn hạn chế. Phụ huynh học sinh người ta cũng có, nhiều phụ huynh học sinh người ta cũng không biết chữ, người ta cũng chưa được học, cho nên là các bậc phụ huynh người ta cũng không thể giao tiếp hàng ngày được với các con, cho nên là về cái tiếng nói thì các con hạn chế. Để khắc phục những cái hạn chế thì nói chung là tôi cũng là một giáo viên ở đây thì thường xuyên là tôi cũng phải ngủ lại ở bản, ở lớp,
với các con buổi trưa, bây giờ tôi hay tiếp xúc với các con nói bằng cái tiếng phổ thông để cho các con gần tiếp xúc hơn. Là một bản vùng cao với 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn xã Mường Cai đã thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên phụ huynh học sinh cho con em mình đến trường, đến lớp. Từ đó đã góp phần tăng tỷ lệ học sinh đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa trường. Cuộc sống gia đình thì nghèo khó. Con cả của tôi cũng chỉ học hết cấp 2, rồi nghỉ ở nhà để đi làm cùng bố. Còn đứa em thì đang đi học lớp 2. Gia đình sẽ cố gắng cho cháu đi học để biết chữ, biết tiếng. Sau này về phụ giúp gia đình việc buôn bán. Dù con gái hay con trai cũng phải cho đi học tiếp. Cũng không dám mong con có ngành, có nghề, chỉ mong con sẽ đỡ khổ hơn thôi. Vẫn biết rằng con đường chinh phục tri thức còn nhiều gian nan vất vả. Nhưng ngày ngày vẫn có những đôi chân không nghỉ, những đôi tay với phấn trắng bảng đen, cần mẫn gieo con chữ, ươm những mầm xanh nơi biên cương tổ quốc. Khó khăn, vất vả đến nhường nào cũng không lùi bước. Với niềm hạnh phúc giản đơn là đem cái chữ đến với bản vùng cao để viết tiếp lên những ước mơ cho các em nhỏ, để những tiếng học bài, những câu hát vẫn vang mãi trên miền biên giới của mình. Vượt qua khó khăn gian khổ, những đảng viên, những thầy cô giáo tại xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vẫn ngày ngày cõng chữ lên non, truyền đạt kiến thức cho học sinh với mong ước ươm những mầm xanh tương lai cho đất nước. Ở đó tuy cuộc sống cắm bản gieo chữ đầy gian nan vất vả, nhưng vượt lên trên mọi hoàn cảnh, các thầy cô nơi đây vẫn tràn đầy nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ, hết lòng vì giấc mơ con chữ của những học trò. Họ chính là những bông hoa đẹp tỏa hương thơm ngát giữa núi rừng Tây Bắc.